Xin chào các cụ, hôm nay nhà em về mẫu cần mới, đó là cần tai Handing khổng ngư. Đây là cây chính hãng nhá. Đây đặc điểm nhận biết của cây chính hãng và không chính hãng này, đó là cái chữ Handing của nó nổi và tất cả những dòng chữ đây nó nổi này. Màu sơn sáng bóng này, các vật điểm cách biệt nhau này, rõ ràng này. Biểu tượng hình hai con cá chép này, màu sáng này, không có chữ 5H26H ở đoạn này này. Đây là xung quanh của nó này, có mã vạch công ty này, vân xoắn carbon toàn thân này. Cây này siêu nhẹ nhá, đây là biểu tượng của Handing này. Cách nhận biết tiếp theo đó là cái dòng chữ ở trên đây này, có chữ Handing này. Cách thứ ba để nhận biết một cây cần chính hãng, biểu tượng Handing ở đây này, ở nút đầu cần này. Tiếp theo đó là ngọn cần của nó sẽ hoàn toàn khác biệt. Cần Handing nó sẽ như này, nó không có đầu trồng sắn mà nó sẽ có một cái đoạn ở dưới này để nhận biết. Đây là cây Handing khổng ngư, rất là đẹp, màu sáng bóng. Đây này cứng tầm độ 4H thôi. Đây, vân xoắn carbon rất là đẹp. Tiếp theo đó là phần dưới cuối của cây cần này. Cụ xem, em xoay cho cụ xem cây này. Đó là các lóng của cần. Đây, có chữ Handing. Đây. Cụ xem. Vâng, đó là chi tiết của cây cần Handing khổng ngư. Xin chào các cụ, hẹn các cụ ở các video tiếp theo.